Xin chào tất cả các bác đến với kênh Cao Gmail Hoàng Mai. Hôm nay em lại về siêu phẩm đẹp thứ nhì Việt Nam thôi bác nhá. Em không dám nhận nhất đâu, nhận nhất lại vãi tội. Nhì thôi, thứ nhì Việt Nam luôn nhá. Ở chỗ nào có đôi nào đẹp hơn các bác báo em không? 4725A bao zin nỉ luôn, bao zin toàn bộ luôn các bác nhá. Đấy, thỉnh thoảng phải tuyên bố bao zin chứ chẳng nghe là cứ mãi cứ bảo hơ mốc. Đôi này zin luôn, có nào là phải nói thế, nói toạc luôn. Đây các bác ngắm nhá, bác nào mà đang muốn sở hữu cặp 4725A chỗ nào đẹp hơn báo em Cao cái. Đẹp uất ức luôn đấy bạn nhá. Không phải lột ra làm lại đâu, zin đét luôn, tất cả từ con ốc luôn nỉ. Bác nhìn nhá, đẹp dã man luôn. Lỉ chưa một vết xước luôn. Tây này chắc là mẹ thằng này say rượu hay sao mà bỏ quên trong kho hay sao ấy. Mấy thằng này chắc uống say quá vứt ở trong kho để quên. Kinh điển luôn các bạn. Hơn 40 mùa bánh chưng rồi chưa bao giờ gặp cái đôi 4725A đẹp như thế này. Zin nhá, các con này bao zin luôn đây này, chứ không phải thay đâu, kể cả các cái ốp luôn các bác nhá, kể cả tay chân. Trước em điện sang Mỹ thì nó bảo là mấy thằng này nó uống say nó bỏ quên, sợ thật. Loa mới trả đài mới giữ đây nhá. Em đang đánh bằng cục Crown 1200 mà đã phê toái loái rồi các cụ. Các cụ nhìn tiếng bát nhá. Dã man luôn. Zin bao xịn, tép zin tép xịn, bát xịn luôn. Bốn bảy hai năm A Serie A đẹp xuất sắc từ cái tem luôn các bác nhìn nhá. Đấy. Đấy. Một lần nữa Casio Hoàng Mai xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip. Một đôi 4725A siêu phẩm các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh nhấn nút đăng ký kênh Cao Gmail Hoàng Mai. Nhớ cho em Cao một like các bác nhá.